Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của shop Sunmin. Hiện tại bên em đang chuyển 10 tấm pin Astro 580W lên xe để ngày mai bàn giao cho một khách hàng ở Thái Nguyên. Ngày mai thì xe bên em sẽ di chuyển về Thái Nguyên để setup một combo hybrid và thứ hai sẽ thi công mọi người nhé. Mai là chủ nhật rồi, anh em sẽ giao hàng trước rồi đến thứ hai sẽ thi công. Cấu hình này thì có 10 tấm Astro 580, tổng công suất pin vào chỉ mới 5,8 kg thôi. Và khách hàng đã chọn máy biến tần là máy Gen 6 cộng với pin lưu trữ 51.2V 280Ah. Pin bên em đóng, là khách hàng yêu cầu dòng pin đóng nhưng mà vẫn có giao tiếp với các biến tần. Đây là những cái tấm Astro 580 mọi người này. Với cái máy Gen 6 ấy, thì chúng ta có thể lắp tối đa được 20 tấm 580 này. Công suất máy chịu lên tới là 12 kg pin đầu vào. Và nếu mà 20 tấm này ấy, thì nó sẽ được tổng công suất là 11,6 kg nhé. Thì máy nó sẽ vẫn vào bình thường. Cũng đã có rất là nhiều khách hàng mặc dù là chỉ lắp máy 6 kg nhưng mà lắp tới 12 kg pin mặt trời vẫn được, là máy sẽ khai thác xuống tối đa được 9 kg, dự phòng cho những cái lúc mà trời nắng không được tốt ấy. Thực tế nếu mà để khai thác được 6 kg pin thì chúng ta chỉ cần lắp 8 kg xuống là được, nhưng mà ở đây khách hàng có thể lắp tối đa lên tới 12 kg để khai thác hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên thì trong cấu hình của khách Thái Nguyên thì anh ấy chỉ lắp có 10 tấm trước thôi, sau này có điều kiện thì sẽ nâng cấp bổ sung mọi người nhé. Đây là anh em đang chuyển 10 tấm lên xe này. Bộ này thì sẽ có một cái video thi công nữa thì em sẽ đăng tải ở phần sau. Còn hôm nay là video anh em đang soạn hàng nhé. Đang chuyển tấm pin cộng với máy biến tần và pin lưu trữ với phụ kiện các thứ, tủ điện, dây dẫn, ray nhôm, kẹp nhôm để ngày mai bàn giao cho khách hàng. Đây là khối pin 51.2V 280 mọi người nhé. Khối này thì anh em đã test với máy Gen 6 rồi này. Bây giờ sẽ bọc màng co lại rồi đóng máy biến tần, xếp lên xe luôn để ngày mai bàn giao cho khách. Máy Gen 6 đây mọi người nhé. Lock Power Gen 6 là một trong những dòng cao cấp nhất của Lock Power bản 6 kg, bản nâng cấp mới nhất từ dòng LXP lên. Trước kia thì có con LXP cũng bảo hành 5 năm. Bây giờ con Gen 6 này bảo hành 5 năm là mặc định với các dòng pin khác. Còn nếu mà chạy với pin Hina ấy, thì chúng ta sẽ được nâng bảo hành con máy lên 10 năm luôn mọi người nhé. Rất là cao cấp cho một con máy biến tần Lock Power như thế này. Đây là những khối pin bên em đóng này. Anh em ngoài những cái pin hãng thì cũng có thể lựa chọn pin đóng. Mặc dù là pin đóng nhưng mà những khối pin này vẫn có giao tiếp với biến tần mọi người nhé. Bên em đã test giao tiếp với Lock Power chạy rất là ổn định rồi. Thì bây giờ sẽ bàn giao đến cho khách hàng, sẽ có một cái video thi công nữa. Hôm sau bên em sẽ thi công cái hệ thống này ở thành phố Thái Nguyên, mời mọi người cùng theo dõi nhé. Lock Power Gen 6 này, con này cũng test ok rồi, chạy rất là ổn định. Mặc dù mới ra mắt nhưng số lượng bán ra cũng rất là nhiều. Còn dòng phổ thông thì chúng ta có thể tham khảo con SNA 6 kg. Con đó cũng đầy đủ tính năng hybrid nhưng mà chạy quạt, giá thành thì cực kỳ phổ thông để anh em đầu tư. Những khối SM Battery này, 51.2V 280Ah. Bên em còn đóng cả những cái bộ 51.2V 100Ah nữa. Khối này có màn hình, có giao tiếp mọi người nhé. Rồi anh em sẽ bọc màng ni lông như này để khi mà vận chuyển nó sẽ không bị xước. Phụ kiện thùng này là phụ kiện và tủ điện này. Cái tủ cho máy Gen 6 này nó cũng đơn giản hơn so với những tủ không cần ATS. Những cái tủ mà chạy với máy SNA thì cần thêm ATS. Rồi xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, lần nữa sẽ chuyển hàng. Ngoài những bộ 51.2V thì bên em có đóng cả những cái khối 12 hoặc là 24V nữa mọi người nhé. Pin 208 thì đợt này giá đang tốt nên là anh em cũng đặt hàng khá là nhiều. Số lượng sale thì mọi người thấy em quay ở trên kênh ấy, cứ về rồi lại hết. Vơi cũng rất là nhanh vì anh em đặt pin khá là nhiều. Ở đây ngoài cái bộ pin của khách thi công này ấy, bên em cũng có một khách hàng ở Thái Nguyên nữa, cũng đặt một khối 51.2V. Đợt trước thì anh ấy có chạy với máy SNA 6 kg rồi và những cái tấm pin mặt trời nhưng mà chưa chạy pin lưu trữ. Thì hôm nay cũng kết hợp nâng cấp luôn pin lưu trữ 208. Thì ngày mai bên em sẽ giao cho khách hàng, sẽ có hai bộ pin này, rồi cả là một máy Gen 6 này, 10 tấm Astro 580. Xong chuyến này là bên em sẽ có một chuyến hàng giao hàng về Thanh Hóa và Hưng Yên, Hải Phòng nữa nhé. Anh em mà tiện đường có thể đặt hàng. Chuyến này là đi là mai là chủ nhật rồi, thì tuần sau có thể mọi người mà đặt hàng thì bên em sẽ kết hợp có một đơn ở Thanh Hóa 21 tấm, rồi Hưng Yên, Hải Phòng. Đây anh em ghi chú là thi công nhé, để đội thi công sẽ đến làm vào thứ hai.
Đây là khối SM battery này. Khiếp tiếp tục một khối nữa nhé. Khối lúc nãy đã màng rồi, khối này tiếp tục bọc màng để giao cũng ở một khách hàng thành phố Thái Nguyên. Một khách ở phường Hoàng Văn Thụ và một khách ở phường Thịnh Đán. Đây, khách lẻ này, khách thi công. À, bộ này là đang cho một khách thi công, anh em đang bọc thêm đây. Những cái khối này thì bên em cũng đang làm, các khách hàng đã đặt rồi mọi người nhé. Những cái pin này thì mọi người nên đặt trước giúp em từ 3 đến 4 ngày để bên em làm. Trong quá trình làm thì chúng ta còn phải cân bằng các cell pin, rồi test nạp xả để đảm bảo nó ok nhất trước khi bàn giao đến khách hàng. Nên là nếu mà chúng ta có ý định đặt hàng thì đặt trước giúp em từ 3 đến 4 ngày nhé. Rồi anh em quan tâm thì liên hệ các số Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123 để được tư vấn. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.